Xin chào mọi người. Xem đến đây chắc mọi người cũng đã biết Ray đang đi đâu rồi nhỉ? Từ thác nước ở sân bay Changi đến tượng sư tử ở Marlinan, toàn là biểu tượng đặc trưng của Singapore, một đất nước vừa xinh đẹp mà lại vừa hiện đại mà bạn nên đến tham quan ít nhất là một lần trong đời. Và nhân chuyến công tác cho một công ty sắt thép mà hiện tại Ray đang làm manager, thì Ray có kết hợp tổ chức một chuyến study tour để giúp các bạn học viên học tiếng Anh hay IELTS trong lớp học 1-1 của Ray có thể thực hành luôn những kiến thức mà mình đã học được, tránh việc chỉ học lý thuyết nhưng mà không biết áp dụng thực tế. Và ngoài ra thì chuyến đi này còn giúp các bạn tăng cường thêm về kỹ năng, tư duy cũng như những trải nghiệm. Thường thì Ray cũng đi làm việc ở nhiều quốc gia và giới thiệu cho các bạn học viên những cái chuyến tham quan doanh nghiệp thực tế. Nhưng mà chuyến đi này thì Ray ghé qua SMU, một trong những ngôi trường khá nổi tiếng ở Singapore, để giúp các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về cuộc sống du học cũng như ngôi trường mà bạn ấy sẽ theo học. Thường thì ngoài việc giúp các bạn học viên đạt Ben 6.5 đến 7 trong những kỳ thi tiếng Anh học thuật như là IELTS, TOEIC hay cải thiện trình độ giao tiếp tiếng Anh chuyên môn về những lĩnh vực khác nhau, cái này thì mọi người có thể tham khảo thêm trên cái link feedback của các bạn học viên mà Ray có để ở dưới phần mô tả. Thì Ray luôn hướng đến mục tiêu là giúp cho mọi người học tiếng Anh một cách thực tiễn nhất, để giúp các bạn tăng cường thêm cả về tư duy cũng như là những kỹ năng mềm. Nên nếu quý anh chị nào hay bạn nào đang có mục tiêu học tiếng Anh thì hãy inbox ngay cho Ray theo cái đường link Facebook mà Ray có để ở bên dưới phần mô tả nhé. Ngoài ra, đương nhiên những chuyến đi chơi như vậy thì không thể nào thiếu được những địa điểm nổi tiếng cũng như là những cuộc tham quan đầy kỷ niệm, mà Ray chắc chắn đây sẽ là những trải nghiệm mà bạn chỉ có duy nhất một lần trong đời. Hãy cùng Ray cảm nhận nó nhé. Thực sự là ở video này thì Ray cũng khá là ham chơi nên là chưa có review được quá nhiều về Singapore cho mọi người. Ray hứa là chuyến study tour sau, nếu có cơ hội thì Ray sẽ review chi tiết hơn những địa điểm du lịch, ăn chơi mà ở Singapore, tốt nhất ở Singapore cho mọi người ha. Thường là khi nhận kèm dạy thêm về tiếng Anh hay là IELTS thì Ray thường nhận kèm học viên với một số lượng khá là ít, nên luôn đảm bảo được chất lượng cũng như là tiến độ, cho dù là Ray có đi nước ngoài, tại vì Ray đi khá là nhiều. Nên thường khi mà học thì có thể là bạn có thể học với Ray ở Việt Nam, hoặc là ở Canada, hoặc là ở Sinh, hoặc là ở Indo, Malaysia, rất là nhiều nơi. Và mỗi lần đi như vậy thì Ray thường ghé những cái store, cửa hàng đồ lưu niệm giống như vậy nè, để mua quà cho gia đình, người thân và các bạn học viên, những người mà học mà phải làm bài chăm chỉ nha. Ok, tiếp theo thì hãy cùng Ray khám phá một nơi cực kỳ đặc biệt nữa nhé.
Thank you.